Nếu mà 2021 delete 515 thì mình sẽ chọn bạn này, 2022 Luxury. Nếu vậy thì phải giảm xe này xuống 15 triệu, 500 triệu, 2021 50.000 cây. Xin chào các bạn lại quay trở lại với kênh của Hiền Toyota ha. Và như thường lệ chiều nay Hiền quay những chiếc xe chưa lên sóng lần nào. Và hôm nay cũng khá là, clip này đặc biệt, cũng khá là đặc biệt ha. Rất là nhiều chủng loại và rất là nhiều xe đặc biệt. Đặc biệt ví dụ như đây hôm nay là có Mazda 2022 nè, Camry 2.5 Q 2020. Màu rất là đặc biệt nha. Camry Fortuner máy dầu số tự động 2020-21 nè. Ranger 2024 mới có mấy ngàn cây. Và đặc biệt nữa các bạn, phải đứng riêng biệt một nơi, mình phải quay cho các bạn. Tại vì người đẳng cấp thì luôn có lối đi riêng lên, đứng chung vô đây thì sẽ không nhìn thấy được vẻ đẹp của bạn này. Prado 2008-2009. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi xem nào, chiếc nào phù hợp với các bạn ha. Em đẹp lên em đứng riêng một mình. Người thành công thì luôn có lối đi riêng cũng đúng thôi. Tại vì bạn này rất là cao to, nếu mà mình để trong đây sẽ mất đi cái sự cao to và bề thế của xe này. Prado chiếc. Rộng rãi, cao ráo, các bạn nhìn nè. Cái phong cách và cái kiểu dáng của nó vẫn vậy nha. Cho tới bây giờ các bạn thấy cũng không có sự, không có bị mất cái đề mốt của nó ha. Nè, dàn lạnh sâu. Nệm này thì đương nhiên là nệm này có bọc lại rồi, nhưng mà đẹp lắm, da zin, da đẹp lắm. Mà sạch sẽ, mùi rồi còn mới lắm. Đây, những chiếc xe địa hình như vậy 17, 18 vạn thì khá là đẹp. GX xe nhập từ Nhật, 4 số nè, một đời chủ ha. Đây chúng ta coi nè, cái cửa mở ra như thế này khác với lại là Fortuner ha, là cửa nâng lên, cái này cửa mở ra đó, hai cầu. Xe còn chất lắm, máy êm chạy ngon. Chúng ta coi cái máy nè, chỉ có hơn 400 triệu mà đi cái xe quá sang rồi. Nè máy nè, máy tinh nè. Xe này được cái máy còn đẹp, vàng đồng còn đẹp. 480 triệu. Ai thích xe đẳng cấp thì có thể chọn Prado. Bây giờ vẫn đăng kiểm được 1 năm nha, chứ không phải 6 tháng như kỳ trước. Nên là về đăng kiểm các bạn không phải lo, mình vẫn xài được 1 năm. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta qua chiếc xe này. Ranger một cầu 2024 mới có mấy ngàn cây thôi. Màu trắng. Hơn 600 triệu xíu. Chiếc Ranger. Bản này là bản một cầu của Ford Ranger. Sản xuất năm 2024 mới 6.000 cây. Và trang bị thêm phía sau nè, ghế sau có trang bị thêm 6.000 km máy dầu. Và xe này giá bữa nay là 680 triệu. Xe mới thì nói chung cũng rẻ hơn xe mới gần 100 triệu các bạn. So hết tất cả chi phí lên, nhưng mà cái này thì mới có mấy ngàn cây thôi. Xe bán tải 2024 mới 6.000 km ha. Rồi, Ranger máy dầu. Tiếp theo chúng ta mới vừa về, hôm nay xe này mới vừa về, Fortuner máy dầu số tự động hai cuối 20 đầu 21 rồi. Xe này là mẫu của 2021 nè. Đó. Ga lăng tổ ong ha, mẫu 2021. Và nội thất này. Xe này thì Toyota máy dầu hai chế độ lái, số tự động. 95.000 km,
có màn hình Android và camera 360 độ nha. Đầy đủ bọc la phong trần. 885 triệu. Xe mới vừa về tới thời chưa dọn dẹp. Đó. Còn đẹp lắm, nói chung nội thất còn liền lạc. Camera 360. Cái này là cái đại gỗ trên táp lô trước ha. Mình mở này lên ha. Fortuner, máy dầu số tự động. Mẫu 2021. 885 triệu. Rồi. Tiếp theo đây là Camry. Mình đặt Camry này 2.0 để các bạn dễ so sánh thôi, chứ chiếc này là 2020 đăng ký 21 nè, 2.0. 830 triệu. 30.000 km. Và chiếc đây á, là 2020, 20.000, Odeo là 20.000 km, 2.5Q. Màu này là màu Titan này, rất đẹp. Mở cái nút trung tâm á. Rồi. Chúng ta coi nội thất này. Hai bộ nhớ ghế và ba chế độ lái này. Eco, Normal và Power. Ở đây ha, và phanh tay auto hold điện tử. 2 chấm đó thì chỉ có một chế, không có cái dòng này chỉ có một chế độ ha. Còn này tới 3 chế độ lái nè. Và có hai bộ nhớ ghế Sunroof. Xe 2 chấm thì không có. Màn hình zin theo xe. Mức tiêu hao nhiên liệu cũng khá là ít nha. 2.5Q nhưng mà chỉ có 7 lít mấy. Màu này hiếm lắm, màu này lâu lâu mới có nè. Ở dưới đây, ở giữa này có cầm biến đây. 2.5Q. Xe này 930 triệu, 2020, cuối 2020. Màu này, đèn này giống như đèn lít xịt nè. Đẹp lắm. Chúng ta bật cái cốp lên coi. Bật lên thử. Rồi. Có sơn dặm thôi, dặm tốt. Ồ, sùng chỉ còn zin hết nè. Gỡ sơ cua chưa lăn. 20.000 cây số, 2.5Q. Màu này đặc biệt là những ai mặn kim đi màu này thì tuyệt vời. Đó. Hơi ẩn ẩn nâu nâu ha. Titan. Giá là 930 triệu, 2.5Q. Hôm nay sẽ có hai bạn có một Mazda. Tại sao mình để chiếc 21 ở đây là chiếc để bạn so sánh luôn. Bản này Mazda 2022, bản Luxury. Luxury 2022 các bạn thấy khác với lại Deluxe của 21 nè. Giải đèn LED ban ngày nè. Xe này thì không có giải LED ban ngày. Đó. Và đặc biệt là mâm cũng khác. Cái ghế điện và hai bộ nhớ ghế. Luxury thì 2022 mới 30.000 cây. Da thì đẹp rồi, quá chuẩn thôi. Da của Mazda rất là đẹp. Đây. Bản này là bản Luxury, có hai bộ nhớ ghế phía trước này ha. Và ghế chỉnh điện. Rồi. Còn xe 2021 bên kia thì là bản Deluxe xíu, chúng ta so sánh ha. Bạn này da còn đẹp, 31 đời chủ, đang đi giải chấp ngân hàng. 30.000 cây số, bảo dưỡng chính hãng, full hãng, rất đều và đẹp. Xe đẹp lắm. Đây chúng ta coi. Giá cũng rất là khiêm tốn ha. Chỉ có 590 triệu. Nếu mà bạn nào đang định mua Vios có thể chọn bạn này được nè. Họ Antis, Corolla Antis mà 21-22 các bạn chọn xe này cũng dễ thương lắm. Cũng tiết kiệm nhiên liệu nè. Còn bảo hành chính hãng nè. 30.000 cây, 590 triệu, bản Luxury. Còn đây là bản 2021 Deluxe. Nếu mà 2021 Deluxe 515 thì mình sẽ chọn bản này, 2022 Luxury. Nếu vậy thì phải giảm xe này xuống 15 triệu, 500 triệu, 2021 50.000 cây. Bản Deluxe ha.
đây 2021 không có ghế điện nè. Chúng ta thấy khác hẳn ha, da cũng khác. Bên đây da nắp 3 nha, cái bản luxury này da nắp 3. Nếu vậy thì sẽ chọn 2022 hay hơn. Nếu mà mình đi mua mình sẽ chọn 2022. Cho nên Deluxe phải giảm giá xuống mới bán được. Đây. Đây tiếp theo đây cũng hôm nay bạn này chưa lên sóng bao giờ. Mazda CX-8 bản premium. Hôm qua mình có một bản, bản kia là bản luxury. Và cái này là bản premium. Premium thì các bạn thấy là có radar trước mà. Khác nhau ha. Radar trước. Và xe này 2022 50.000 cây 880 triệu. Có giảm rồi. Và xe đây. Lý lịch cũng bảo dưỡng full hãng, chỉ có làm lại cửa này xíu. Trong hãng ha. Rồi. Rất đẹp luôn, dàn tút thì đẹp rồi. Xe có bảo hiểm hai chiều cho nên là các bạn làm ở trong hãng thôi. Xe này 880 triệu. Nếu như vậy bạn có thể chọn lựa với này cũng là CX-8 là 7 chỗ và CR-V này cũng 7 chỗ. 2022. Bạn này 2022 20.000 cây 910. Có hai lựa chọn, 880 đến 910 thì các bạn có thể chọn CR-V hoặc là CX-8 không hao xăng nha. Hai màu xanh giống nhau. Không hề hao xăng. Hôm trước mọi người cứ nghĩ là nó hao xăng nhưng mà không hao xăng, nội thất của CX-8 thì sang hơn nè. Hai bộ nhớ ghế đây. Bạn này hơi hút thuốc lá, hơi có mùi thuốc lá. Có hắt kiến nè, âm thanh la bô nè, hai bộ nhớ ghế đây và ghế chỉnh điện hai bên ha. Radar trước, cảnh báo lật làn đầy đủ, an toàn chủ động ha. Và nội thất da nắp 3. Tôi rất thích cái da của Mazda, nó rất là mịn, mềm tay nữa, rộng rãi nữa. Mazda CX-8 thì rộng hơn CR-V. Nên bạn có thể chọn lựa hai lựa chọn ha. Nếu mà đi CX-8 cũng khá là ổn và không hao xăng lắm nha. Mức tiêu hao chỉ đâu có bản premium. À, cái nhà sản xuất này chuyên môn dán cái mức tiêu hao nhiên liệu ở đây rất là khó nhìn. 9x9 đường Sài Gòn. Và 7x6 đường quê, đường mà không kẹt xe. Còn 13x là đường kẹt xe khủng khiếp thì mới 13x CX-8. Còn bình thường khoảng 9x mấy thôi. Đi cái tốc độ bình thường thì khoảng 9x mấy ha. Bản này là bản loose, bản premium, bản full. Gió sơ cua còn gai. Chưa rửa, tại xe này mới lấy về, chưa rửa, chưa dọn dẹp ha. Đó, có 7 lít mấy đường, nếu mà đường trường có 7 lít mấy à. Nên bạn chọn nội thất của CX-8 thì nó rộng rãi mà da nó sang hơn. CR-V thì nhìn nó thanh hơn. Tùy theo gu ha. 901 lấy CR-V 022 hoặc 10.000 cây hoặc là xe này 880. Rồi hôm nay xin có một chương trình giống như xe Cross hôm bữa giảm giá là bán được ngay. Bạn này cũng có một chút xíu tác động giảm giá. Cross xăng điện 2022. Tiêu hao nhiên liệu chỉ có 4.2 lít. Đường kẹt xe nhân. Nó nghịch lý một điều là xăng điện càng kẹt xe lại càng tiết kiệm nhiên liệu. Nếu mà kẹt xe thì chỉ có 4.2 lít thôi. Còn chạy đường trường là tới 4.8 lít lận. Còn bạn chạy ở đường Sài Gòn chỉ có 4.2 lít thôi. Hôm nay đang đùa với nhân viên, nếu mà đợt này bán không được lấy ra làm xe công vụ. Vì sao? Vì nó quá tiết kiệm nhiên liệu. Tính ra tiết kiệm được nhiều chi phí này cho nhân viên đi. Có 4 lít mấy à. Xe quá đẹp luôn. 50.000 cây số thì không xi nhan, xi nhê gì, còn bảo hành đó. Bình điện còn bảo hành tới 5 năm nữa. Nên các bạn yên tâm ha. Bảo hành của chính hãng. Bình điện tới còn 5 năm nữa. Và xe này mới 50.000 cây 2022 còn bảo hành của hãng Toyota. Hôm trước để 790 triệu. Giảm bao nhiêu đây? Giá vốn là 770 triệu rồi. 780 triệu giảm 10 triệu đi. Rồi. 780 triệu cho một chiếc xăng điện Cross 2022.
Nếu các bạn mua xe mới phải trên 1 tỷ mốt rồi. Đi xe này tiết kiệm 4 lít cho 100 cây. Tại sao không lấy cái này chạy dịch vụ được nè? Ông nói thật á. Các bạn cứ tính một bài toán kinh tế đi, các bạn mua một chiếc Velocross cũng trên 600 rồi, gần 700. Thêm mấy chục nữa lấy xe này sang trọng, cao ráo, rộng rãi. Mà độ an toàn của Cross xăng điện cực kỳ cao. Công nghệ của Cross cao lắm. 780 triệu nha. Rồi. Ngoài ra thì bạn nào thích Innova, Rus, Upbender, Toyota Fortuner còn rất là nhiều một dãy đi các bạn. Rồi, thì quay tại Phạm Hùng 21H Phạm Hùng Bình Hưng Bình Chánh. Mỗi một ngày mình chỉ quay những chiếc xe mới về hoặc là những xe nào có giảm giá ha, để gửi đến các bạn. Tất cả các xe đây mình đều làm chở góp được, chở thẳng được, đổi xe được. Và bạn đi chiếc xe nào chán chán thì các bạn lên đổi để thay đổi một chút không khí cho mình có một cái hưng phấn để làm việc ha các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại vào clip ngày mai.